Hello anh em, chào 500 anh em YouTuber ha. Ok, đây là một cái mẫu trợ lực mới nhất dành cho rider anh em ha. Thì cái mẫu này mình sẽ anốt lại màu đen cho nó đẹp lên trên xe ben luôn. Đó. Đây là thông tin số điện thoại của mình nhá. Anh em cần thì cứ Zalo cho mình sẽ gửi cho anh em. Cái bộ này thì mình đã ấp ủ lâu rồi. Mình đã làm hoàn thiện hết 100% cho rider anh em ha. Gắn vào á, bộ cũ á, là kẹp vô sườn, chạy sườn mà nó dài quá anh em, nó lung lay chạy không được, khó chịu. Bộ kẹp inox á thì nó hơi thô. Và mình làm bộ này CNC luôn. Đây. Gắn cực kỳ đơn giản anh em. Bỏ vô đây ha. Kẹp một cái một đây nha. Đó, anh em thấy không? Chắc rụi luôn. Anh em thấy quá đẹp không? Thiệt luôn á, cái bộ trợ lực này mình làm không phải là mình tự khen của mình, nhưng mà phải nói là quá đẹp anh em ha. Đó, anh em thấy không? Chất lư luôn. Đó, thì ở phía dưới này nó sẽ giữ bằng một cái bát ở dưới này dày cu rồi nha, chắc chắn luôn. Đó, anh em khỏi phải lo là nó bị rục rịch gì nữa anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn lên, rồi mình sẽ cho anh em coi review sau khi gắn xong ha. Thì cái bộ bát này mình vẫn thiên về cái vấn đề á là chắc chắn an toàn chuẩn anh em ha. Ok, cái bát trợ lực bát tên kiểu này á, kẹp vô sườn cứng khừ luôn. Mình có chừa sẵn hai lỗ ốc hai bên, anh em mà muốn chắc nữa anh em khoan bắt cứng ở đây luôn. Đó là cái này nó sẽ cứng khừ luôn ha. Bắt cái trợ lực vô. Như vậy là xong. Ok nha, cần thì liên hệ ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cắn xong chuôi á thì anh em khoét dàn áo như zin lại ha. Móc đây, tại vì cái chân chỗ này là bắt buộc phải móc anh em ha. Đó, gắn chuẩn chỉnh chu lên xe hết rồi, anh em thấy ok không? Đó, nhẹ nhàng ngon lành cành đào luôn. Cảm ơn anh nhé.